Đấy, À, đây đây là luôn cây siro này, các bạn làm ra nước siro này mà người ta trồng vào cái chậu đựng cảnh á. Anh như mình bán ra hai cây đây giá còn nhiêu? Anh dạ là sim, anh ở miền Tây ra hả? dạ ở miền Tây Bến Tre. Bến Tre à. Thường bán ở đây không anh? Ăn năm ra đây chắc cũng 5-6 lần vậy. 5-6 lần mà mình ghé ngẫu nhiên hơn chứ đâu phải là cái thời gian cố định hả? Vâng, thì xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phú Yên Vlog. Thì mình đang đứng tại đường Nguyễn Tất Thanh, trước cửa nhà máy bia luôn nha các bạn. Mình rất hay đi ngang qua cái con đường này. Thì tình cờ ngày hôm nay mình bắt gặp một cái chiếc xe tải. Người ta có chuyên chở những cái gốc cây cảnh rất là độc đáo. Hiện tại mình đi đây đi đó nhiều, mình thấy rất là nhiều loại cây. Nhưng ở đây mình thấy cây gốc ở đây rất là đẹp nha các bạn, mà nó rất là nhỏ, nó phù hợp với loại cây là cỡ mini á. Sẵn tiện đây mình ghé lại đây để cho anh chị em nào đam mê cây cảnh á thì bắt gặp đi ngang qua đường tại tuyến đường Nguyễn Tất Thanh, trước cửa cổng nhà máy bia này các bạn. Chúng ta sẽ mua những cái gốc cây đặc biệt này vừa để ở trong. Đây là chiếc xe của chào anh. Anh là chủ xe đây hay sao anh? Tới xem cây. Xem cây luôn hả? Gặp ông chủ rồi quay review cho khán giả xem nha. Em thấy gốc cây hàng độc không á? Anh chủ ở đây hả? Đang bận hả anh? Đây các bạn, đây là những cây gốc cây trên xe của anh này. Này nhớ thay gốc đây, gốc gì là giống cây khớ không anh? Khớ này. Cây khớ đúng không? Gốc này chắc trồng lâu lắm hả? Này em thấy giống cái con, hình dáng con gì mà hơn? Gốc này đẹp quá, đẹp. Đây hàng độc không? Ông chủ đó hè, ông chủ hả? Để em hỏi thử miền Tây người ta đi bán mình nhận kiểu tới coi được mua. Có được không? Anh cũng là khách rồi hay là đi chuyến? Ý mình hỏi rõ ràng mình khách, phòng quán em khách không khách đúng không? Mấy gốc khế quá độc luôn. Anh như mấy cây thì cỡ nhiêu ta? Đi bạc cây ven không? Ở đây. Ở đây trồng phú rồi. Đây các bạn thấy những cái gốc khế rất là. Trẻ 8 triệu mà đâu bán đâu. 8 triệu hả? 8 triệu, trẻ 8 triệu. Đến giờ có khách ra 8 triệu. Thì này, anh trả 8 triệu. Được. Anh ở đâu đấy? Ở Đông Hòa. Đông Hòa khu nào đâu? Đi anh à. 8 triệu. 8 triệu không bán. Ở đâu chọn mua vô? Đây cái gì ta? Sâm chơ. Hả? Giấy bán vô. Sâm chơ. Sâm chơ. Hai quẻ vậy hả? Được. 27 triệu, sao mà chơi 27 triệu cây này hả? Thứ đẹp ghê hả? Phú Yên Vlog, anh bấm YouTube Phú Yên Vlog là có. Đây các bạn. Theo anh biết thì chủ xe này là từ miền Tây ra nha. Wow, mình thấy nhiều loại cây quá. Mình thì không rành về cái cảnh nhiều nha các bạn. Nhưng mà thấy những cái gốc đây rất là độc đáo này. Mấy
Mấy cây này mà đỡ chậu bàn mini là quá đỉnh luôn các bạn. Gốc này rất là lâu năm rồi nè. Anh chào mấy anh nha. Nãy giờ đang bận quá đi tham quan khu vườn cảnh của anh, em thấy gốc rất là đặc biệt á. Dạ. Anh là xe mình ở miền Tây ra hả? Dạ, ở miền Tây Bến Tre. Bến Tre. Thường bán ở đây không anh? Hàng năm ra đây chắc cũng 5-6 lần vậy. 5-6 lần. Mà mình ghé ngẫu nhiên hả? Chứ đâu phải là cái thời gian cố định hả? À, ngẫu nhiên. Em thường hay đi ra đây mà ít thấy này. Bữa nay tình cờ mới gặp anh á. Dạ. Sẵn đây mình chia sẻ cho bà con Phú Yên họ biết luôn. Ví dụ có dịp nào đó họ ngày canh anh đến họ mua. Dạ. Xem thấy video này. Rồi bán đây hết mình đi đâu nữa không? Bán đây rồi đi ra Bình Định á. Bình Định nữa? Dạ. Ở đây Hà Nội không? Không, đi tới Bình Định cái bán cái về. Dạ. Em thì không rành cái cảnh nhiều lắm mà thấy góc rất là đẹp. Dạ. Đi anh rành anh đi với em xíu cho khán giả xem. À, mình đi ra từ đây. Đây các bạn, thì mình cũng nhờ anh chú Dương hỗ trợ để cho khán giả xem. Chứ mình không rành vừa cây cảnh lắm. Anh xuất phát từ hai cây đây. Đây là cây gì ạ? Cây này anh nói lớn cây Siro. Cây gì anh? Cây Siro. Siro. À, mà nó chín cái màu đỏ đẹp lắm. Nó là cảnh luôn chứ không phải là cái trái hả? Mà cái trái của nó mình nấu nước Siro mình uống cũng vẫn được. Đây các bạn, cây Siro nè, như anh nói là lấy lá mình nấu nước được nè. Cái trái nó làm nước Siro á. À, là nước Siro ấy. À, làm ra là cái trái đấy. À, đây là cây Siro này các bạn, làm ra nước Siro này. Mà người ta trồng vào cái chậu đỡ cảnh á, anh như mình bán ra hai cây đây giá cỡ nhiêu? À, một cây gì khoảng 1,5 triệu. 1,5 triệu. 1,5 triệu một cây nha các bạn. Này em nghĩ chắc trồng lâu hơn anh. Lâu rồi, cây này chắc cũng khoảng 6-7 năm. Siro. Cái hoành nó cũng khoảng là 30 á, hoành của nó khoảng 30 hoành. Mấy năm anh nội, mấy năm? Cái này khoảng 6-7 năm. 6-7 năm rồi hả? 1,5 triệu một cây này các bạn, cây Siro đấy. Ra trái là trái Siro ấy các bạn. Đây là vú sữa. Đây là mình biết rồi, vú sữa này mấy năm anh? Vú sữa này chắc 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi hả? Dạ. Cỡ nhiêu một cây đây? Cái này cũng khoảng 1,8 triệu một cây. 1,8 triệu một cây. Dạ. Vú sữa nha các bạn. Vú lò rèn. Dạ. Đây, cây này em không biết tên nè. Cây này là cây cần thăng á. Cần thăng. Ghép cầm Mỹ, cầm Mỹ cái trái nó vậy nè. Dạ, qua wow, có trái luôn các bạn. À, nhìn rất là đặc biệt nè. Tại nó lớn. Đúng rồi, đợt trước em toàn toàn. Em có gặp như kia, người ta cứ gọi là chanh ghép ấy, cam ghép ấy. Tỉ ra là bây giờ là nó là cây cần thăng hả? Dạ, cần thăng, gốc cần thăng wow, ghép trái nhiều gư các bạn. Trái nhỏ nó trái chiền. Như cây này là bao nhiêu vậy anh? Cây này khoảng 600 ngàn. Anh này em vừa hỏi tên anh tên gì? À, tôi tên Út. À, tao kêu anh Út hơn, anh Út Bình Tre. Cây này 600 ngàn này các bạn, cần thăng này. Nhìn người ta Phú Yên mình hay gọi là cam cam ghép á, cam Mỹ hả? À, cam Mỹ đó. Nhỏ nhóc cũng đã chiền 600 ngàn một cây này các bạn, mà nó lớn bằng cái cùng tay, nó tròn mà nó chín màu vàng. Anh như là 600 ngàn là mình bóc cây nào bóc hả hay là lựa? Dạ, qua các bạn mình thấy những cái gốc rất là độc đáo luôn á. Đây này, thấy cây rất đẹp này, 600 ngàn mà các bạn đặt vào cái thùng sứ á. Cũng sứ đồ ban là y bài luôn á. Quả tiếp. Đây anh, đây là gì đây? Cái này cũng là nó luôn. Cũng nó luôn hả? Cái này. Ừ ạ, như này là giá cũng bị xì luôn. 400, cái này nhỏ. Này rẻ hơn hả? 400 à? Dạ, nhỏ. Qua bự hơn. Công nhận em thấy đẹp ghê không? Đây mà bỏ vô thùng sứ. Đúng là chơi hoài, chơi trong nhà chơi luôn. Chơi lâu dài nó lên giá trị nữa. Dạ. Còn đây là khế hả? À, khế. Qua wow, khớm thì vô độc vậy ta. Đẹp dữ hả? Cái gân này cây này cũng mười mấy năm rồi đó. Cơ gân là cái trái nó sao? Cái trái nó cũng như thế thường mình vậy, trái cũng ta cầm tay mà nó ngọt hay chua anh? Nó chua. Nó chín cái màu vàng. Dạ. Nó năm khía. Là cây này nhiêu? À, cây này để 2,2 triệu. 2,2 triệu một gốc ấy. À. Là cho chọn ngẫu nhiên luôn á. À, cái này rất đẹp không à, nó đều nhau vậy đó. Dạ. 2,2 triệu các bạn. Là bốn cây này mình muốn chọn cây nào chọn á. Chứ không phải 2,2 triệu bốn cây nha. À, 2,2 triệu một cây. Dạ. 2,2 triệu. Úp, anh Út tiếp tục. Mấy gốc ở đây là sam núi. Sam núi hả? Sam trái á.
xanh trái á, giờ người ta cũng chơi nó dữ lắm, nó cũng sức sống nó mạnh lắm, nó chơi lâu dài nó vẫn lên giá trị. Sam hả? À, sam đúng. Giờ một gốc đây là bao nhiêu? Gốc vậy bán 500. 500 một gốc. Là mình muốn chọn gốc nào mà chọn á? À, 500 có, 400 có, dạ đủ cỡ tùy theo lớn nhỏ đó. Dạ. Bên đó cũng có ổi nha. Sam núi á các bạn. Có nhiều chủng loại lắm, bán khoảng mười mấy chủng loại á. Có me, có ổi. Nhiều quá ha. Bông giấy rồi. Có ổi luôn. Đây gốc ổi. Rồi nhà thôi. Gốc này cỡ nhiêu anh Út? Gốc này anh bán 600. 600 gốc ổi này hả? Cái này cũng quái lắm. Uống sữa rồi nhỏ lớn cũng công phu lắm. Đây trồng mấy năm ta? Cái này trồng chắc cũng ta 4-5 năm. 4-5 năm hả? Đây gốc ổi nè các bạn. Anh bán giá là 600 hả? Là mình cho lựa chọn á, các bạn chọn gốc nào chọn. Mình đó là me đó. Me. Còn đây là cái gì nè, anh nói anh quên còn thang tiếp. Đây giá nhiêu đây? Đây là bán 200 mà cây này dạng cây để bàn á. 200 hả? Cây bonsai mini. Dạ. Chơi để bàn. Đây mình để trong nhà được không anh? Để nó cần nắng hay nó cũng cần nắng mà để trong nhà mình chơi khoảng tuần lễ, mình đem ra ngoài sân cho nó hưởng sương hưởng nắng. Dạ. 3-4 ngày mình đem vô chơi tiếp vậy đó. Dạ. Cần khăn. Gốc này 200.000 cây nè các bạn. Cái này màu tím còn lại màu hồng. Cái này đó là ông giấy Mỹ, nó ghim đó đó. Còn này em ghép, cái này là ghép ông giấy Mỹ nữa. Cái này hai màu, còn này màu hồng, còn cái này là màu tím. 200 hả? Dạ. Này có thùng sứ ha, giờ ép vô. Không về mà bỏ qua cái chậu sứ á. Ép để Tết cho được ha. À, mùa nắng này nó ra bông hoài. Hiện tại là khách hàng đến xem cây rất là nhiều nha các bạn. Cả một chiếc xe tải phía bên kia là toàn là hàng độc không. Ủa bình thường nếu mà muốn bán vừa cho ông Tâm đến là điện cho ai lên. Đây cây me. Gốc me lâu. Sam núi. Nhiều quá nhiều không biết chọn à. Thấy cây gốc đẹp ha. Đây cũng sam hả anh? À, này sam tái, sam núi. À, đây cần thang nữa hả? À, cần thang này cần thang thôi. Này chắc to hả? À, cây này loại to. Mấy trăm? Cái này thì 400. 400 hả? À, 400, 500 nó tùy theo nhỏ lớn đó. Nó bằng giấy. Cũng giấy hả? Mỹ. Giấy nhìn nó gốc khác nè anh. Gốc đây mấy năm hả? Cái này chắc có 4-5 năm hả? 4-5 năm hả? Dạ. Giờ anh bán ra thị trường giá nhiêu? Bán thị trường này 1 triệu có 900, có 800, có tùy theo lớn nhỏ. Cái gì đó? Giấy Mỹ. Giấy Mỹ. Đúng. Gốc này tầm 1.900.000 nha các bạn. Đây là vú sữa hả? Này me, này me, me. Me này cũng me phôi. Phôi. Này về sữa khoảng 5-2 năm mới có thành phẩm được, mới có âm tàn á. Giờ nó me chắc trồng lâu rồi ha. À, cái này chắc cũng 4-5 năm nữa. Cái này cũng 4 năm. Vào thì em thấy là hoa mắt luôn á. Nhiều hình dáng quá. À, đủ loại đủ dáng thế hết. Thì quay thì còn xe tại cái là hàng độc không á? Hàng à, to tiếng hả? Đây hàng to tiền. Đó chung vô không được, không quay khán giả xem. Đấy, đã mình quay lội lắm. Quá đẹp luôn. Để là hàng tháng chú ghé lại đây là vài lần à? À, một năm ghé đây chắc quá. Chú nói cho khán giả xem ai cần mua thì sẽ canh ngày chú mua. Ở đây thì ở nhà máy bia Sài Gòn của Cường đến vào Phú Yên hay gì? Máy. Sao? Thường đến vào thứ mấy trong tháng? Thường là mỗi tháng đi
bất ngờ chứ không có qua qua clip này là mình sẽ chắc là đến điều độ á. Đúng không? Thường thường một năm tới 5-6 lần mà tới bất ngờ. Bất ngờ. Có khi tháng giêng rồi tháng tư rồi tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 vậy á. Rồi hiện tại khách đến coi cây rất là nhiều các bạn. Hoàng kia quay cho khán giả nữa. Các bạn thấy những cái gốc khớ rất là lâu năm không? Thấy cây này đúng là hàng độc luôn nè các bạn. Nhìn y như con gì luôn á. Thấy mấy gốc đẹp hơn hai anh. Quá đẹp. Mấy cái khớ y con gì luôn, mới thấy. Đây cây ở đâu chở ra nè? Chắc nuôi lâu năm rồi ha. Cây ở đâu chở ra nè? Miền Tây. Để gặp phòng quán anh Út miền Tây. Em cơ khuyên quê lóc á. Cây trung tâm luôn hả? Cây của công ty nữa, nó trăm rồi chứ. Đây thành công ty ở chống thể đáng hẳn rồi. Đó. Như mình đam mê thì mình mua thứ đấy nè, giờ có trồng sứ á. Đó. Dài dặm ngang hay bỏ vô đưa bé. Đổ, đẹp. Đổ, nó đổ đấy cũng được á. Dạ. Đổ đấy được quá. Nhưng mà cái cây bên kia nào nó có một dốc đổ ngon. Đấy thì qua video này các bạn, mình biết là chuyến xe này là từ miền Tây. Thì lâu lâu là bán ghé lại khu yên mình 4-5 lần tại địa điểm này. Đây 93C07851 này các bạn. Thì các bạn có đam mê cây cảnh thì đến đây. Canh vào mỗi tháng thì anh sẽ ghé đây 4-5 lần đó.